Kính thưa cộng đoàn, như thế là 40 ngày chay tịnh của chúng ta đã chấm dứt và ngày hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh để kỷ niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô. Cuộc thương khó này cho chúng ta thấy con đường khổ giáo của Đức Giêsu Kitô đi. Và khi Đức Giêsu Kitô chịu đau khổ, Ngài theo ý của Đức Chúa Cha, Ngài chịu chết treo trên thập giá, thì lúc đó công việc của Ngài hoàn tất. Và như thế, Ngài kéo mọi người tới cùng Ngài. Thưa cộng đoàn, có một câu chuyện kể như sau, là khi ông Thánh Phêrô ở trong thành Roma, lúc đó là lúc mà người ta cấm đạo một cách rất là ngặt. Vì thế có nhiều người đã khuyên Ngài nên ra khỏi thành để lánh nạn một thời gian, sau khi yên thì sẽ trở vào thành để lãnh đạo lại giáo hội của dân chúng. Nhưng khi Thánh Phêrô vừa ra khỏi thành thì gặp Chúa Giêsu phục sinh đang đứng đó. Và Chúa Giêsu hỏi rằng: người đi đâu đó? Cô Vadis là người đi đâu đó? Thánh Phêrô nói rằng: con ra khỏi thành để lánh nạn, rồi sau này sẽ trở vào thành để lãnh đạo dân chúng. Chúa Giêsu nói rằng: ta sẽ chịu chết một lần nữa, có lẽ ta phải chịu chết một lần thứ hai nữa. Phêrô khi nghe Chúa Giêsu nói điều đó, Phêrô đã hiểu ý của Chúa phục sinh, và Ngài đã trở lại vào trong thành và can đảm chịu đựng. Và Ngài và các đồng nghiệp của Ngài đã chịu khốn khổ, và các Ngài cũng đã chịu chết như Thầy. Và anh chị em biết câu chuyện đó đã cho chúng ta thấy cuộc thương khó của Chúa Giêsu như thế nào. Chiếc thánh lễ này, anh chị em thấy chúng ta có cuộc rước lá, cuộc rước lá để tung hô Đức Giêsu Kitô vào thành Jerusalem. Chúa Giêsu là vua, nhưng thực tế Chúa Giêsu là vua khiêm nhượng, cho nên Ngài đã cưỡi trên mình một con lừa, và con lừa đó chúng ta thấy là con lừa chứ ai cưỡi cả, mới được một tuổi mà thôi, chứ ai cưỡi. Như lời Đức Giêsu Kitô đã nói, Đức Giêsu Kitô vào thành như một vị vua rất là khiêm nhượng, can đảm đi trên một con lừa. Đáng lẽ Chúa Giêsu là vua, Ngài phải đi trên một cái xa giá, người ta khiêng Chúa Giêsu vào thành, hoặc là Ngài sẽ đi trên một chiếc xe và đạn bắn không có thủng được xe để bảo vệ cái thân xác của Ngài. Nhưng không, Đức Giêsu Kitô không phải là vua theo ý của trần gian này. Ngài là vua, nhưng mà vua ở trên trời, vua ở thiên giới. Vì thế Đức Giêsu Kitô đã sống một đời sống rất khiêm nhượng. Ngài đi vào thành, dân chúng đã trải áo cho Ngài, và dân chúng đã trải áo chiếc con lừa để Ngài cưỡi con lừa. Và đi tới đâu thì dân chúng cũng trải áo cho Đức Giêsu Kitô đi qua cả. Và dân chúng trẻ con đã cầm cành lá ô liu ở trên tay để tung hô Đức Giêsu Kitô vào thành Jerusalem. Dân chúng có những người tung hô đó, nhưng sau này có những người đã trở mặt và đã hô hét để đóng đinh Đức Giêsu Kitô vào thập giá. Chúng ta thấy đó là sự chớ trêu, đó là sự đau khổ của con người chúng ta. Bởi vì con người chúng ta đó có đó, nhưng thực tế con người chúng ta phản bội một cách lúc nào chúng ta không rõ nữa. Và con người lúc đó đã có nhiều người tung hô Chúa, nhưng sau này có nhiều người cũng đã phản bội Chúa Giêsu như vậy, đã hô đóng đinh Đức Giêsu Kitô và thập giá và tha Ba-ra-ba. Chúng ta thấy rất rõ điều đó. Vậy trên con đường thập giá của Đức Giêsu Kitô, chúng ta đã thấy trong bài đọc 1
Ngôn sứ Gia-gia đã nói về người tôi tớ của Gia-vê, người tôi tớ đau khổ. Người tôi tớ đó là ai? Thưa, người tôi tớ đó là Đức Giê-xu. Người tôi tớ đau khổ đó đã chấp nhận mọi sự để làm gì? Để luôn luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha và luôn luôn theo ý Đức Chúa Cha. Trong bài đọc 2, chúng ta thấy thơ gửi tín hữu Philippe cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã không đòi đồng hàng với Thiên Chúa. Nghĩa là Đức Giê-xu Kitô đã không đòi đồng hàng với Thiên Chúa Cha, nhưng Ngài đã mình hủy mình, đã hủy mình ra không và chấp nhận trở thành con người phàm để sống với con người chúng ta, ngoại trừ tội lỗi mà thôi. Chúng ta thấy Đức Giê-xu Kitô đã chịu muôn vàn cực hình, và Đức Giê-xu Kitô đã chịu những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Vậy trên con đường thập giá, thưa anh chị em, chúng ta thấy có rất nhiều bộ mặt. Những bộ mặt mà chúng ta gặp được trên con đường thập giá của Đức Giê-xu Kitô là đứng bộ mặt mà chúng ta đọc trong Tin Mừng một cách rất là quen thuộc. Chúng ta thấy một Phê-rô, Chúa đã nâng lên làm đầu giáo hội, nhưng Phê-rô đã, chúng ta thấy đã rất nhát đảm để có thể chối Chúa 3 lần. Chúng ta thấy, rồi chúng ta thấy vai trò của ông Simon, ông Kyrene. Simon đó đã vác thập giá cho Đức Giê-xu Kitô, vác thập giá cho Đức Giê-xu Kitô, để chúng ta thấy rằng ông bị bắt ép để vác thập giá, chứ không phải tứ ông ấy vác thập giá cho Đức Giê-xu Kitô. Nhưng khi bị bắt ép như thế thì Simon đã hiểu rõ rằng Đức Giê-xu Kitô đã chịu đau khổ, vác cây thập giá nặng nề để lên núi Gô-gô-ta. Quân dữ sợ rằng Đức Giê-xu Kitô chết trước khi lên núi Gô-gô-ta, cho nên đã bắt ông Simon vác lỡ thập giá cho Chúa. Ông Simon đã vác thập giá cho Đức Giê-xu Kitô và ông đã được thông hiệp với Đức Giê-xu Kitô trong cuộc đau khổ đó. Chúng ta thấy bộ mặt đó là bộ mặt rất nổi bật trong Tin Mừng. Rồi chúng ta thấy bộ mặt của những người thiếu nữ đạo đức đi theo chân Đức Giê-xu Kitô, đứng xa xa, nhưng mà những người phụ nữ đó là những người yêu mến Đức Giê-xu Kitô, không muốn bỏ rơi Đức Giê-xu Kitô, lúc nào cũng muốn ở gần bên Đức Giê-xu Kitô cả. Họ yêu mến Chúa đến nỗi bà Veronica đã trao khăn cho Chúa lau mặt. Chúng ta thấy rõ điều đó khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Chúng ta thấy rất rõ cái điều mà những người phụ nữ đã yêu mến Chúa như thế nào. Và bà Veronica đã không sợ quân dữ, bà đã can đảm đưa khăn cho Chúa để Chúa lau mặt. Nhưng thực tế Chúa đã in mặt của Chúa vào cái khăn của bà Veronica. Chúng ta thấy con đường của Chúa đi, các môn đệ thì đứng xa xa, trốn, sợ sệt, trốn tránh, không dám ra mặt, bởi vì sự quân dữ bắt rồi cũng đóng đinh mình vào thập giá nữa. Cho nên các môn đệ đều đứng xa xa và lẩn tránh hết cả. Chúng ta thấy đó là sự bi đát khi các môn đệ Chúa theo chân Chúa và đã được Chúa huấn luyện từ lâu. Chính vì vậy mà ngày hôm nay các anh chị em, chúng ta theo chân Chúa, chúng ta nói rằng chúng ta yêu mến Chúa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội, chúng ta vẫn làm mất lòng Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội, mỗi lần chúng ta làm mất lòng Chúa như thế, chúng ta đã đóng đinh Chúa và thập giá. Thực tế cuộc đời của mỗi người chúng ta là như vậy. Chúng ta muốn không phạm tội, nhưng điều chúng ta không muốn chúng ta lại làm. Như Thánh Phaolô nói, điều chúng ta không muốn làm chúng ta lại làm, và điều chúng ta muốn làm chúng ta lại không làm.
Chúng ta hãy luôn luôn nhìn vào chúng ta, để rồi chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta đừng tiếp tục đóng đinh Chúa nữa, bởi vì Chúa đã quá đau khổ vì nhân loại để cứu chuộc nhân loại rồi. Chúng ta đừng tiếp tục đóng đinh Chúa vào thập giá nữa, để Chúa phải đau khổ. Như thế chúng ta sẽ sống đời sống Kitô hữu tốt đẹp, và như thế đời sống Kitô hữu của chúng ta có thể gọi được là chúng ta đã trở nên môn đệ yêu thương của Chúa, trở thành những môn đệ trung thành, trung tín với Chúa. Chúng ta không bỏ rơi Chúa, đặc biệt chúng ta luôn luôn bám chặt lấy Ngài, và chúng ta không bao giờ nỡ chúng ta rời tay bỏ Ngài ra. Bởi vì khi chúng ta bỏ tay rời Ngài ra, cuộc đời của chúng ta sẽ bất hạnh, và như thế chúng ta sẽ không sống hạnh phúc được. Vậy sáng nay khi chúng ta bắt đầu lễ lá để đi vào tuần thánh, mỗi người chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng sống đời sống tốt hơn, đời sống đẹp hơn. Nếu có những gì chúng ta chưa làm được trong buổi chay này, thì trong tuần thánh này anh chị em chúng ta cố gắng chúng ta sống tốt hơn, sống đẹp hơn, để chúng ta có thể đi vào cuộc thương khó của Chúa, chúng ta cùng thông công với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Nhờ đó cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse đồng hành với chúng ta trong cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời Kitô hữu của chúng ta có mẹ, có thánh Giuse đồng hành, chúng ta sẽ vững chãi trên con đường theo Chúa cho tới cùng. Amen.